một cái kiếp sống của một con người rất là dài, mình đã tạo rất là nhiều nghiệp, thiện nghiệp có, ác nghiệp có. Vậy thì thời điểm cận tử đấy, nó sẽ bắt một cái nghiệp nào đó mà là cái nghiệp nặng ấy, gọi là trọng nghiệp ấy, thì nó sẽ trở thành cái nghiệp cận tử. Mà cái nghiệp cận tử đấy sẽ là cái nghiệp để dẫn mình đi tái sinh. Thì ở cái thời điểm cận tử đấy, có thể mình sẽ thấy là mình cái nghiệp, một cái nghiệp thiện mà mình đã làm mà mình có cái ấn tượng mạnh nhất, sâu nhất. Hoặc là nếu như mà mình làm một cái việc ác gì nhá, thì cái thời điểm cận tử đấy mà nó gây cái ấn tượng lớn cho mình có thể bắt vào đấy. Nhưng mà thường thường mình sẽ thấy những cái nghiệp gì mà mình đã từng làm ở trong cái kiếp này mà để lại trong tâm mình những cái ấn tượng mạnh, thì đó là một cái nghiệp mạnh.